Nhờ thần lực của Phật, tất cả vật cúng dường ấy vọt lên không trung hợp lại thành một cái lọng lớn bằng tam thiên đại thiên thế giới. Bốn góc trên đỉnh lọng đều có cờ báu được trang nghiêm đủ kiểu, rất đáng ưa thích. Sau khi biết các đại Bồ Tát và các đại thiên chúng đến từ mười phương thế giới có ý muốn thanh tịnh đối với các pháp đã đắc vô sanh pháp nhẫn, thấu rõ tất cả pháp là vô tác, vô vi, vô sinh, vô diệt, Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ miệng lại phóng ra ánh sáng đủ màu sắc. Ananda liền đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Đại Thánh mỉm cười ắt có nhân duyên. Phật dạy: Này Ananda, hôm nay trăm ngàn câu chi na do tha chúng trong hội này, đối với các pháp đã đắc vô sanh pháp nhẫn, thấu rõ tất cả pháp là vô tác, vô vi, bất sanh bất diệt và ý muốn thanh tịnh, do nhờ dâng cúng những thứ hoa vân vân, các vật cúng dường ấy vọt lên không trung kết lại thành một cái lọng, bốn góc trên đỉnh lọng có cờ trang nghiêm đủ kiểu, rất đáng ưa thích. Bấy giờ trăm ngàn câu chi na do tha chúng trong hội đứng dậy chắp tay cùng kính bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con xin nguyện đời vị lai sẽ thành Phật có oai đức tướng tốt giống như Thế Tôn, quốc độ trang nghiêm truyền pháp luân độ thanh văn Bồ Tát trời người đều thành Phật. Đức Thế Tôn dạy cụ thọ Ananda: Trăm ngàn câu chi na do tha chúng đứng dậy này vào đời vị lai, trải qua 68 câu chi đại kiếp tu hành Bồ Tát, trong kiếp hoa tích sẽ thành Phật, đồng một hiệu là giác phần hoa Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.